Xin chào các bạn, nay mình sẽ chia sẻ cách để cài đặt và sử dụng ứng dụng CapCut trên máy tính. Các bạn muốn sử dụng được ứng dụng CapCut trên máy tính thì chúng ta cần phải cài đặt một phần mềm giả lập điện thoại. Thì ở đây mình sử dụng LD Player để cài đặt. Đầu tiên là các bạn vào Google, chúng ta search, các bạn bấm vào tải về này, tải về ngay. Sau khi các bạn tải xong thì các bạn mở cái thư mục mà có chứa file chúng ta vừa tải về. Ta sẽ chạy ra cài đặt nhanh. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ vào CH Play. Các bạn cần phải đăng nhập nhé. Ta sẽ đăng nhập. Ở đây các bạn sẽ đăng nhập email hoặc số điện thoại nhé. Nếu các bạn chưa có tài khoản Gmail thì các bạn sẽ tạo tài khoản. Mình sẽ đăng nhập email. Các bạn bấm vào tôi đồng ý, chấp nhận. Thế là bạn có muốn nhận thông báo hãy điền có nhận chương trình khuyến mại độc quyền ưu đãi mới nhất là không nhá. Sau khi các bạn đã đăng nhập xong tài khoản Google Play, bước tiếp theo là chúng ta sẽ tải app CapCut nha. Bạn gõ vào ô tìm kiếm này, search CapCut. Rồi, các bạn bấm enter. Rồi, sau khi nó hiển thị ra cái logo này, các bạn sẽ bấm vào cài đặt. Sau khi nó đã cài đặt xong thì chúng ta sẽ kích vào mở này. Như vậy là mình đã vừa cài đặt xong ứng dụng CapCut trên máy tính. Tiếp theo mình sẽ nói qua về một số cái thanh công cụ ở trên cái phần mềm giả lập LD Player này. Đây một số các cái tính năng này, như cài đặt độ phân giải các thứ này, thông số cơ bản này. Mấy cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Bàn phím này, phóng to này, ghi video này. Ở trong các mục này thì các bạn quan tâm nhất đến cái đây, cái folder chung này. Ở đây các bạn share cái file dữ liệu mà các bạn cần chỉnh sửa, cần edit lên cái phần mềm giả lập này. Đây, chúng ta sẽ bấm vào nâng cao này. Đây, các bạn sẽ thay đổi cái thư mục mà các bạn chứa cái file dữ liệu nhá, dữ liệu gốc của các bạn ấy. Đây, ví dụ mình đây. Ok. Sau đó các bạn phải chạy lại nhá, các bạn phải chạy lại này. Các bạn phải chạy lại thì nó mới có hiệu lực nhá, nó mới chia sẻ được cái dữ liệu của bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào thực hành. Mình sẽ sử dụng cái phần mềm CapCut này ở trên máy tính để tạo một video. Chúng ta vào dự án mới. Các bạn sẽ chọn vào dữ liệu này. Rồi các bạn chọn vào video hoặc hình ảnh nhé. Mình không có video nó sẽ không hiển thị. Đây, bên hình ảnh đây. Các bạn chọn này. Thêm. Thêm này. Rồi các bạn thêm. Đây, các bạn có thể thao tác như bình thường thôi, như các bạn sử dụng trên điện thoại thôi. Chúng ta sẽ kéo. Đây, muốn co vào thì vẫn cứ kéo thôi. Khi chúng ta sử dụng cái phần mềm CapCut này trên máy tính thì nó có ưu điểm là cái timeline của nó rộng hơn và chúng ta dễ nhìn hơn. Các hiệu ứng ở bên dưới này nó hiển thị rộng hơn. Đấy, các bạn có thể dễ dàng kéo và lựa chọn. Đây, các bạn có thể phóng to này để nhìn rõ hơn. Phóng to, thu nhỏ. Tách như bình thường này. Đây, tách. Xóa này. Đấy, các bạn có thể thêm text này. Đây, văn bản, thêm chữ này. Với giao diện này các bạn có thể dễ dàng là thao tác nhá, không bị nhỏ như ở trên điện thoại. Đây, ví dụ kỷ yếu. Thêm âm thanh. Đấy, có rất nhiều âm thanh đấy. Các bạn lựa chọn âm thanh này. Đây. Đây, ví dụ mình demo một đoạn ở đây. Đấy, sau đó các bạn cũng xuất file như ở trên điện thoại, các bạn export file này. Đây, chọn độ phân giải này, tỷ lệ khung hình này. Sau đó các bạn bấm vào xuất thôi. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để cài đặt phần mềm CapCut trên máy tính. Các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video khác của mình.